Theo đó, 4 tỉnh thành là Nha Trang, Ninh Thuận, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, trên cơ sở kết quả thực tế, chúng tôi sẽ có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt và các địa phương đẩy mạnh hơn các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt.